Có mấy anh em hỏi Hoa Si bào ngư thì mình làm món gì ngon? Chứ ăn món hấp, món xào, món hầm hoài. Ngán quá. Hoa Si có món nào nhâm nhi với anh em ngon ngon không? Trời, sang quá ha. Nhâm nhi với nhau mà ăn bào ngư hấp, hầm xào hoài. Không ấy còn dư nhiều không? Gửi cho Hoa Si ký, Hoa Si hướng dẫn nha. Nói vậy mà gửi thiệt cả nha. Trời, em chắc từ nay hỏi hoài mới được. Ok, sẵn Hoa Si hướng dẫn cho cả nhà làm món sashimi bào ngư luôn. Đơn giản lắm, chỉ cần cạy bào ngư ra rồi rửa qua nước sạch sẽ như Hoa Si hướng dẫn nãy giờ. Mấy cái chân chân nhớt nhớt hay là rong rêu thì mình cứ nặn lên xíu chanh rửa cho sạch sẽ nha. Đó, xong. Bước 2 thì mình sẽ tiến hành cắt mỏng ra như Hoa Si hướng dẫn trong clip là ok nha. Lưu ý là cắt mỏng thôi. Bạn nào mà có dao bén bén với Hoa Si thì mình lắc như thế này thì bào ngư sẽ đẹp hơn, ngon hơn và mỏng manh hơn. Còn anh em nào mà chưa có dụng cụ để lắc thì Hoa Si có để thông tin ở cuối clip cho cả nhà tìm hiểu luôn nha. Cắt tới đâu thì mình sẽ sắp xếp gọn gàng tới đó luôn. Bước 3, để cái món này ngon hay không thì cả nhà xem Hoa Si hướng dẫn trang trí nè. Trang trí thì có nhiều kiểu, nhưng mà miễn sao cả nhà lót ở bên dưới lớp đá. Ở bên trên mình sẽ lót miếng mành hay là cái miếng gì đó, ví dụ như là vỏ bào ngư luôn cũng được. Nhưng mà nhớ lót ở bên dưới một cái lớp rau chima hay là cái lá tía tô. Rồi sắp xếp bào ngư lên sao cho đều và tinh tế. Nói chung đơn giản thôi, cũng không có gì khó. Cả nhà chỉ cần làm y chang như Hoa Si đang làm trong clip là được. Rồi mình sẽ mài lên đây thêm một chút wasabi. Đó, wasabi cũ nha, ngon lắm, trang trí cũng đẹp nữa. Rồi cho lên đây vài cái bông hoa, thêm vào chút đá khói, rồi chế vào đây chút nước là khói lên liền. Đó, thấy chưa, quá đơn giản. Chủ yếu là cái khâu chấm nước tương thưởng thức nè. Thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn thôi, kèm thêm miếng wasabi, chấm thêm miếng nước tương. Bào ngư không có bị dai bởi vì không quá dày, giòn giòn, ngon ngon, sực sực. Chấm thêm miếng nước tương kèm với miếng wasabi nữa. Trời, những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoa Si tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoa Si á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.